Rồi một pha bóng khá là may mắn khi được rụng tại chân. Ôi trời, vậy cũng được luôn á hả? Ăn hai trận là xong. Xạo mày, mày mới quánh con trận rồi mày. Tiếp theo là anh Mạnh Gà phát banh. Điểm tiếp theo thuộc về đội phát đen và anh Mạnh tiếp tục là người phát banh. Bước 1 của Minh Tâm rất là tuyệt vời, tuy nhiên dứt điểm như thế nào đây? Đã không tranh chấp trên lưới lại rồi. Banh chạm viền. Đây là những cổ động viên quá khích, fan ruột của bạn phát đen. Không ơi, đập đẹp rồi ơi. Wow, bây giờ ta tiếp tục vào set 3 nha. Hai đội đã đều với nhau 1-1 rồi. Và set 3 hiện tại đang rất là gay cấn. Ai đi nó nóng. Bạn song dài phát đã bị sập trắng. Phát rồi, phát đã bị dí bước 1 tay rồi. Tim của bản đê, bản đê đội nào cũng mạnh hết trơn. Thì nguyên đội luôn á, nguyên bản luôn á. Ồ, tình cờ nó bốc thăm báo hồng cũng đánh báo hồng.
Dạ cũng mở hồng chưa. Những pha bóng quá đẹp. Cái bản này vâng, hai đội đã chạm mốc 6 điểm và đã đổi sân. Đây là hình ảnh của bạn Phát Đen với chiếc bụng xinh xoạn. Một cú đánh dọc trắng rất là tuyệt vời. Đứa nào nó đánh được đó, dí dồn bước một nghe nó hoài nó mệt chứ gì. Dũng Tàu đúng.